Con đồng ý à? Rồi thế cho xin
thận của em lại làm chị đơn cái cơ này chứ. Anh thiếu đèn thì mới nhắc là trông ngon lành cành đào thế này mà lại đơn một cây cơ thì chết đúng không? Thì chán như một con rán đấy. Thưa các chị và các chị đã mệt chưa? Lành cành đào. Câu này của em không ngon lành cành đào. Ngày mai phải đi làm. Hải Phòng. Hải Phòng. Hải Phòng. Ngon lành cành đào. Hay quá luôn à, đúng không? Vậy thì. Em phải về thôi, xa anh thôi. Hoàn hôn yên lặng cũng yêu về. Giọt nắng cuối ngày rơi xuống đất, mà lời từ biệt. Hoặc thế rồi những mặt lối nhỏ để mai đóng băng xa xuyên mọi chia tay anh chia tay hoàng hôn chia tay anh chia tay hoàng hôn em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ em mang theo về bao nhiêu chia tay hoàng hôn. Chia tay hoàng hôn, em gửi lại.